Xin chào mọi người Video hôm nay sẽ là một nội dung mới Với nội dung là để bàn tán về các giả thuyết hay ho trong điện ảnh Và bọn tôi quyết định sẽ gọi nó là giả thuyết xàm Mọi người thích nó hay không thì cũng hãy để lại bình luận nhé Và trong số đầu tiên của giả thuyết xàm Hãy gặp sát thủ dị dạng bậc nhất điện ảnh Mỹ Cái tên gắn liền với cả thứ 6 ngày 13 Jason Voorhees Jason sinh tháng 6 ngày 13 năm 1946 là năm bình tuất bởi một người phụ nữ làm bếp trong khu cắm trại Hồ Crystal Trông qua đời sớm khiến trọng trách nuôi con đè nặng lên bà Bà rất là yêu thương Jason Nhưng mà hắn đến năm 11 tuổi đột nhiên phát bệnh lạ Không biết bố hắn đầu có nhỏ hay không nhưng mà hắn thì đầu to Căn bệnh này không chỉ khiến Jason có một cái vẻ ngoài dị hợm mà nó còn tạo tiền đề cho du khách hồ Crystal chọc ghẹo. Có một lần họ đùa hỏng vui lắm và lỡ tay đẩy hắn xuống hồ Crystal khiến hắn chết đuối. Mẹ Jason vớt con mình lên, đọc lời nguyền, cứu Jason sống lại và trở nên bất tử. Và không chỉ thế, bà còn lên kế hoạch để mà giết chết tất cả những du khách đến với hồ Crystal. Nhưng mà đi đêm lắm được có ngày gặp ma. Trong một phi vụ, bà bị hồi mã thương và tử nạn. Và thế là Jason tiếp tục di sản của người mẹ Sau 20 năm Jason bây giờ là một ông cao to khỏe mạnh Và có vẻ là không skip leg day ngày nào bởi vì chạy cũng bền phết Hắn luôn xuất hiện vào chiếc mặt nạ hockey Bởi vì mặt nạ tôn ngộ không thì nhìn hơi buồn cười Đó là sơ lược về nhân vật này Đừng lo tôi chả recap đâu Và tiếp theo là những giả thuyết về Jason Tôi có một lưu ý thế này, đấy là những giả thuyết sau đây chỉ là giả thuyết linh tinh do tôi nghiệm ra, sau khi tìm hiểu về nhân vật này, nếu mà có điểm vô lý bắt bẻ được hoặc là có giả thuyết thú vị hơn hoặc là muốn nói cái gì đấy thì mọi người hãy comment bên dưới để chúng mình bàn luận, vì mục tiêu của video này là như thế. Xin cảm ơn. Giả thuyết đầu tiên, Jason không hề được hồi sinh. Tôi biết là tôi vừa mới nói rằng Jason được mẹ hồi sinh xong nhưng mà chúng ta hãy xem lại những chi tiết vì sao lại có giả thuyết này nhé. Jason vốn chỉ là một đứa bé đầu to nhưng mà sau khi được mẹ của mình đọc lời nguyện hồi sinh thì da rẻ Jason cũng đổi khác từ hồng hào trở thành xám xịt. Nếu mà theo dõi các hành trình lớn lên và phát triển của Jason qua các phần phim thì có thể thấy rằng là Jason không có khả năng nói. Những cái âm thanh duy nhất mà hắn có thể phát ra là những âm thanh kiểu Nó thậm chí còn chả phải mã Morse. Ngoài ra hắn còn rất là giỏi sử dụng các vũ khí, dao này mà này, cung này, rìu này, giáo này. Tốc độ của hắn cũng vô cùng nhanh nhẹn. Trong phần phim thứ 6, Jason Leaves, hắn thậm chí còn bị xét đánh trúng nhưng mà không xi si nhê. Và điều đặc biệt nhất là hắn có khả năng dịch chuyển, game thủ hay gọi là teleport với cả tốc biến các thứ. Và cái điều này đã được thể hiện rõ nhất qua trò chơi thứ 6 ngày 13. Đấy dĩ nhiên không phải là khả năng của một con người. Vậy nếu Jason thực sự đã chết rồi thì sao? còn cái thứ nằm trong cơ thể này là linh hồn quỷ dữ gì đấy ví dụ như trong ghost rider chẳng hạn johnny blaze đã bán linh hồn của mình cho mephisto để cứu lấy tính mạng của cha mình và thế là ông trở thành ghost rider bán linh hồn cho quỷ mãi mãi vậy nếu điều tương tự đã xảy ra với jason thì sao chúng ta đều không rõ rằng mẹ của jason đã dùng cái lời nguyên gì để mà cứu ông nhưng mà chả có một cái thuật hồi sinh nào trong phim mỹ mà lại không đi kèm với ma quỷ hết và điều này lại còn được làm rõ ở phần phim thứ 9 của loạt phim Ngoài việc bị các viên cảnh sát bán cho tan xương nát thịt mà vẫn sống thì có một easter egg đó là nhân vật chính khi bước vào căn nhà gia đình Voorhees đã tìm thấy một cuốn sách cổ với những hình vẽ ma quái mà theo như lời đồn đoán của fan hâm mộ thì đó chính là cuốn sách Necronomicon Dĩ nhiên không phải là các phiên bản mà gọi ra hai con quỷ bé bé xinh xinh đi đẩy trụ như Dota 2 rồi mà đây là cuốn sách triệu hồi ác quỷ trong bộ phim kinh dị đình đám không kém The Evil Dead điều này càng củng cố thêm giả thuyết rằng đây là quỷ trong lốt Jason hoặc ít nhất là Jason dung hợp với quỷ gì đấy nó vừa hợp lý hóa cái việc mà Jason sau bao nhiêu phần phim dù xuất đầu mẻ chán tan xương nát thịt xuống địa ngục mà vẫn không thể nào bị tiêu diệt vừa giải thích lý do tại sao sau bao nhiêu năm trời mà hắn vẫn cứ đi giết người mãi không chán giả thuyết thứ hai Jason là một dị nhân thật ra đây là một giả thuyết có phần vui vẻ và bị fan trêu rất là nhiều trong các phần phim về cảnh sát nhân máu lạnh này thì có một phần tên là Jason X kể với bối cảnh năm 2008 Jason bị bắt giam bởi chính phủ Mỹ ở cơ sở nghiên cứu Crystal Lake sau nhiều nỗ lực tiêu diệt Jason nhưng mà không thành các nhà khoa học của chính phủ phát hiện ra được khả năng phục hồi của Jason rất là ấn tượng nhưng mà không ấn tượng bằng việc hắn thoát ra được và tiêu diệt tất cả mọi người và 455 năm sau trái đất thành bãi rác ô nhiễm con người di chuyển đến hành tinh mới và trong hành trình phiêu du trở lại trái đất thì một vị giáo sư khám phá ra chiếc hồ huyền thoại crystal và thân thể của Jason đang bị đóng băng sau một loạt những cuộc chiến trên tàu không gian Jason bị lủng mất phần đầu hắn được tái tạo lại bằng một chiếc máy y tế tân tiến của tương lai và trở thành một cyborg nửa người nửa máy và với những sức mạnh mới cuộc thảm sát trên tàu không gian của hắn chính thức bắt đầu cách triển khai của các ý tưởng Jason người máy này nó hơi bị thiếu logic khập khiễng và gượng ép một là mục đích ban đầu của nhân vật này chỉ là giết những người gần khu hồ Crystal của mình để tiếp nối và trả thù cho người mẹ chứ không hẳn là chạy lang quăng giết người lung tung. Hai là Jason vốn bất tử và có khả năng hồi phục, vậy thì tại sao hắn lại cần y tế hỗ trợ và gắn cả máy móc vào? Và thứ ba là động cơ giết người của Jason có phần hơi bị đơn điệu, hắn giết tất cả những người trên phi thuyền có vẻ như chỉ để lấy lại cái machete của mình. Đó là lý do mà phim này bị đánh giá là thảm hại trên nhiều trang đánh giá phim uy tín Thêm nữa chẳng có một cỗ máy nào mà lại chạy không cần năng lượng cả Hãy nhìn vào cả Iron Man, Cyborg hay thậm chí là một cái bóng đèn LED bất kỳ nào đấy Thế thì Jason moi năng lượng từ đâu ra? Sữa Milo hay là Ovantin? Sát nhân mà lại uống thức uống lố mạch cho trẻ con thì nhìn nó phèn lắm Nên chắc là năng lượng sinh ra khi hắn vận động kiểu như một cái đồng hồ cơ ý và để mà chịu được cái quả phẫu thuật cỡ này và lại còn cái yếu tố khả năng hồi phục healing factor các thứ thì không thể nào mà không so sánh với cả Wolverine đến từ X-Men người cũng được tiêm cả kim loại và bộ xương nếu Jason cũng tương tự như thế thì sao cũng là khả năng hồi phục này cũng được khoa học công nghệ gì đấy can thiệp này chỉ khác là Jason thì máy móc các thứ chứ không phải là nhét kim loại vào người đây chính là cái điểm khiến mình có cảm giác là Jason giống một dị nhân Thêm nữa là căn bệnh ống thủy não khiến hắn bị đầu to Nếu bệnh đó lại là hệ lụy của phần gen bị đột biến thì sao? Với dị nhân thì nhiều trường hợp gen đột biến làm thay đổi ngoại hình Như là Beast này, Mystic này, Nightcrawler này Dĩ nhiên là giả thuyết thôi Nhưng nếu Jason là dị nhân và vì mẹ hắn từng bị con người giết Nên là hắn thù hận con người thì sao? Điều này khiến động cơ giết người của hắn rõ ràng hơn và cụ thể hơn một tí. Vì dị nhân thì cũng có thể là ghét con người lắm nhưng mà theo cái hệ tư tưởng của Magneto, mình đoán là thế. Giả thuyết thứ ba, Jason chỉ là một chiếc mặt nạ, tức là như nào, từ từ đã. Nói về sát nhân, các bạn có nhớ đến series Scream không? Nó kiểu một tên sát nhân bí ẩn, chuyên đeo một chiếc mặt nạ trắng hình dạng giống con ma, đe dọa và giết hại những cư dân trong một thị trấn giả tưởng của Mỹ. Có điều là tên sát nhân mặt nạ này không hẳn là một người, mà là nhiều người khác nhau. Chúng chỉ dùng cái ghost face như một biểu tượng để mà gieo rắc sự sợ hãi đến các nạn nhân Và điều này khiến mình lóe lên một suy nghĩ rằng nếu Jason Voorhees cũng chỉ là một chiếc mặt nạ cho những kẻ sát nhân ở hồ Crystal thì sao? Có một cái fact khá là ủng hộ giả thuyết này đó là Jason vốn có thể trạng đặc biệt tức là IQ thấp hơn người Và tôi chưa thấy một cái trường hợp nào mà hồi sinh lại được cộng chỉ số thông minh cả Vậy điều gì đã tạo nên một cái khả năng sắp đặt và giết người siêu cầu kỳ như vậy? hắn luôn biết cách ra tay lúc con mồi yếu thế và ít phòng bị nhất. Hắn thông minh và điềm tĩnh đến đáng sợ so với một kẻ thậm chí còn chả biết ghép chủ ngữ với vị ngữ vào với nhau thành một câu hoàn chỉnh. Nó càng làm chúng ta không thể tin được rằng kẻ đằng sau lớp mặt nạ hockey kia lại chính là đứa bé tật nguyền từng bị chết đuối dưới hồ Crystal năm nào. Sau này có khá nhiều lần Jason bị đánh vỡ mặt nạ để lộ ra khuôn mặt biến dạng quỷ quái nhưng mà điều gì dám chắc rằng trên đời này chỉ có Jason sở hữu khuôn mặt như vậy? Lỡ là Deadpool thì sao? hoặc nhớ kẻ đằng sau lớp mặt nạ đó lại đeo hai cái mặt nạ khác để mà đề phòng thì sao? Một dấu hỏi lớn tiếp theo là về dòng họ Voorhees. Trước khi chết, bà Voorhees đã khiến chúng ta tin rằng là giết người là năng khiếu của dòng họ này. Vậy với dòng họ Voorhees liệu chỉ còn Jason sống sót hay là vẫn còn những người anh em khác cùng mã gen sát nhân? cùng đeo mặt nạ và cùng đi săn lùng những người vô tội. Giả thuyết này thì lại khiến vụ teleport hợp lý phết. Cái tập mà Jason Leaves, nó không chỉ là Jason Leaves nữa mà là Jason Lives những cái mạng của Jason và biết đâu đấy không chỉ có duy nhất một Jason ở khu vực Hồ Crystal. Jason Voorhees là một nhân vật sát nhân khá là thú vị, hắn là một kẻ có quá khứ đen tối nên là đã gieo rắc cái sự phẫn nộ của mình lên tất cả những nạn nhân mà mình giết. Từ mục tiêu ban đầu là khiến khu mình sống trở nên yên tĩnh và trả thù cho người mẹ quá cố, Jason đã dần trở thành cái biểu tượng sát nhân được nhiều người kỳ lạ là yêu quý và kính nể và trở thành một cái nét văn hóa đậm sâu ở nước Mỹ. Jason được phong là kẻ sát nhân có nhiều pentakill nhất lịch sử với số nạn nhân được liệt kê lên đến hơn 156 người. So sánh với những cô máy giết người khác như là Leatherface hay là Freddy Krueger, Jason vẫn là MVP. Bây giờ thì cái thể loại phim giết người chặt chém đã ao meta rồi để mà nhường chỗ cho các bộ phim nghiêng mạnh về hành động, siêu anh hùng các thứ. Nhưng mà khi nhắc đến Jason Voorhees chắc là nhiều người vẫn nổi da gà da vịt vì cái sự máu lạnh và âm thanh vô hồn mà hắn phát ra trước khi kết liễu con mồi. Đây là vịt, xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ để lại bình luận nhé.